đưa thanh niên nghi quay lén người mẫu chụp bùi trong nhà vệ sinh tới studio phục vụ việc điều tra. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin trong nước và quốc tế sẽ luôn được chúng tôi cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Và tôi là Văn Quỳnh, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Loạn thuyết pháp gây hoang mang, quy tắc của giáo hội Các trường hợp giảng sư bị kỷ luật cấm thuyết giảng cây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành quy tắc thuyết giảng, song nhiều giảng sư vẫn vi phạm. Ngày 29 tháng 3, hội đồng trị sự ban hoàng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành quyết định số 09 QĐ BHP kèm theo quy tắc thuyết giảng gồm 9 điều. Giảng sư phải tuân thủ tuyệt đối quy chế hoạt động của ban hoàng pháp trung ương, tôn trọng truyền thống tổ chức hệ phái tu học của giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng, ni, giảng sư phải thuyết giảng đúng với tinh thần chính pháp, đảm bảo uy nghi và ngôn ngữ người xuất gia. Không tuyên truyền cổ suý mê tín dị đoan, tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng, vùng miền, tránh gây mất đoàn kết trong cộng đồng xã hội. Tăng ni giảng sư phải giảng phù hợp với chủ trương của giáo hội về công tác truyền thông hoàng pháp. Theo quy tắc thuyết giảng, giảng sư không được phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam không xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nội dung thuyết giảng không được thông tin sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng, không xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong tháng 4, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quan lâm khóa bồi dưỡng trụ trì tại Chùa Bình An, An Giang, chia sẻ với Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì, về định hướng sử dụng không gian mạng. Thượng tọa nhắc nhở Tăng Ni tham gia không gian mạng với mục đích hoàn pháp lợi sinh, sử dụng nội dung ngôn từ hợp lý với Đạo Phật, phục vụ được cho sự nghiệp hoàn pháp. Bên cạnh đó, các Tăng Ni khi sử dụng mạng xã hội phải thật sự khéo léo và sáng suốt. Đưa thanh niên, nghi quay đến người mẫu chụp bùi trong nhà vệ sinh tới studio, phục vụ việc điều tra. Liên quan đến vụ công an vào cuộc vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã tư tin, Trưa ngày 25 tháng 6, công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thanh niên sinh năm 2000 nghi quay lén người mẫu tới studio điều tra làm rõ. Theo ghi nhận vào khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, thanh niên được công an đưa tới studio phường Võ Thị Sáu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Khi được đưa tới đây, thanh niên đã được đưa vào căn nhà nhiều tầng nơi mà người mẫu Châu Bùi bị lộ hình ảnh trong nhà vệ sinh. Hơn 30 phút sau, lực lượng chức năng đã đưa thanh niên quay trở lại, trở về trụ sở công an. Nguồn tin cho hay việc đưa thanh niên tới đây nhằm phục vụ điều tra. Trước đó, dạng sáng, sáng cùng ngày, tài khoản mạng xã hội có tên cho Bùi đăng tải bài viết cho biết mình là nạn nhân của camera quay lén. Theo nội dung đăng tải, ngày 23 tháng 5, cho Bùi cùng ekip thử đồ cho nhãn hàng tại studio ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ekip chọn nhà vệ sinh của studio làm nơi thay đồ. Mặc dù ekip đã kiểm tra nhà vệ sinh, không nhận thấy điều bất thường, nhưng lúc mà Châu Bùi vào thay đồ thì phát hiện ở góc nhà vệ sinh có vật thể hình tròn giấu dưới chiếc khăn trắng. Châu Bùi kiểm tra thấy đó là một chiếc đồng hồ có đèn nhấp nháy. Lúc này ekip Châu Bùi kiểm tra thì phát hiện đây là thiết bị quay lén, ngụy trang đồng hồ đeo tay. Trích xuất hình ảnh từ thiết bị quay lén, Châu Bùi thấy rằng có nhiều hình ảnh của mình. Sau đó Châu Bùi cùng ekip đã tới công an trình báo và đăng tải nội dung lên mạng xã hội để cảnh báo. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tham gia đường dây cá độ bóng đá mùa Euro. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa có thông báo gửi cơ quan chức năng huyện Bố Trạch về việc tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch vì tham gia đường dây cá độ bóng đá. Trước cùng ngày, chính quyền thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nơi ông cư trú, xác nhận đã nhận được thông báo này từ phía công an và sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý cán bộ đảng viên theo quy định của pháp luật. Theo đó, ông Anh được xác định là bị tạm giữ vì hành vi đánh bạc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã bắt giữ một nhóm người trong đường dây cá độ bóng đá mùa Euro đang diễn ra. Người cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Hùng, 34 tuổi. Một trong năm người còn lại bị bắt là ông Phạm Thế Anh, đương nhiệm phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch. Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Bình xác định từ đầu tháng 6-2024, Hùng đã sử dụng một tài khoản đánh bạc cấp master ký hiệu G13E11 để hoạt động đánh bạc. Trong kỳ Euro 2024, Hùng đã sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc và giao cho các đối tượng khác sử dụng đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản là hơn 10 tỷ đồng. Người đàn ông bất tích 9 ngày trong rừng kể về giây phút kinh hoàng Lucas Maclis, 34 tuổi, ở Powder Creek, California, Mỹ, đã được tìm thấy an toàn sau khi mất tích 9 ngày trong khu rừng tại hạt Santa Cruz. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz, Lucas Maclis được gia đình trình báo mất tích vào ngày 16 tháng 6 sau khi không thấy anh. Maclis được nhìn thấy lần cuối vào ngày 11 tháng 6. Anh đã thực hiện một chuyến đi bộ đường dài kéo dài 3 giờ, nhưng sau đó đã biến thành lạc 9 ngày ở nơi hoang dã. Maglis cho biết anh không mang theo bất kỳ thức ăn hay nước uống nào vì anh nghĩ rằng mình chỉ cần đi bộ 3 giờ. Anh sống sót nhờ nước từ những con lạch và quả dại. Maglis cho biết không bị thương nặng nhưng rất đói. Maglis được tìm thấy vào thứ Năm, ngày 20 tháng 6, sau cuộc tìm kiếm của nhiều cơ quan có sự tham gia của cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa và kiểm lâm viên. Văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Santa Cruz cho biết, Họ đã sử dụng cả máy bay không người lái để giúp tìm kiếm người đàn ông mất tích. May mắn thay, Maclis đã được tìm thấy an toàn và không bị thương. Maclis giải thích rằng anh ấy mất phương hướng vì các địa danh đã bị phá hủy bởi các trận cháy rừng gần đây. Anh cũng cho biết thêm có một con sư tử núi đi theo anh và nó đã giữ khoảng cách không có ý định tấn công. Điều này thật tuyệt vời, tôi nghĩ đó chỉ là ai đó đang theo dõi tôi, Maclis nói. Việt kiều Mỹ hai lần bị bắt oan được bồi thường gần 3 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 6, ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, Việt kiều Mỹ đã đến trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An để nhận hai quyết định giải quyết bồi thường của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Theo các quyết định, ông Sơn được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An bồi thường hơn 209 triệu đồng và được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang bồi thường 2,737 tỷ đồng. Đây là số tiền bồi thường về các thiệt hại tinh thần, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất trong quá trình ông Sơn bị bắt oan cùng với một số chi phí khác như đi lại. Năm 1989, ông Sơn hợp tác với Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân An Giang lập xí nghiệp chế biến thức ăn xa súc châu Đốc và được cử làm giám đốc công ty kiêm giám đốc xí nghiệp. Tuy nhiên sau đó, Tuy nhiên sau đó vào năm 1990, năm 1991, ông Sơn đã hai lần bị khởi tố bắt tạm giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản về xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của xã hội chủ nghĩa. Kể từ ngày thả tự do, ông Sơn bắt đầu hành trình kêu oan. Đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, ông Sơn đã được viện kiểm sát nhân dân hai tỉnh An Giang và Long An tổ chức buổi minh oan, xin lỗi công khai, phục hồi danh dự, đồng thời thừa nhận việc cây oan sai cho ông Sơn là lỗi của cơ quan và những người tham gia khác. Theo lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, sau khi nhận quyết định giải quyết bồi thường, ông Sơn có 15 ngày khiếu nại, đồng ý với quyết định hay không? Còn nếu đồng ý với khiếu nại, Viện Kiểm sát sẽ tiếp tục lập sự trù ngân sách để chi trả tiền cho ông Sơn. Trong đó, ông Sơn cho biết mình bị oan thì hoàn toàn đồng ý với mức bồi thường và mong sớm chờ nhận được tiền. Việc One coi như đã được tạm thỏa mãn, nhưng mà tôi vẫn đang còn tiếp tục theo đuổi vụ kiện dân sự yêu cầu công an tỉnh An Giang giao trả tôi số tiền đã đầu tư vào công ty thời gian bấy giờ, cũng như thiệt hại về số hàng hóa nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu bị phá vỡ. Số tiền tôi đang khiếu kiện là gần 4 triệu đô la Mỹ. Tòa nhân dân tỉnh An Giang đã thụ lý gần 4 năm nay. Ông Sơn nói thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.